Thưa quý vị, theo Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng đến cuối năm 2018 của hệ thống ngân hàng đạt khoảng 14% so với cuối năm 2017. Đây cũng là tỷ lệ tăng trưởng tín dụng thấp nhất kể từ năm 2014. Theo vụ tín dụng các ngành kinh tế thuộc Ngân hàng Nhà nước, với việc thực hiện nhiều giải pháp, tín dụng đã tăng mạnh ngay từ những tháng đầu năm và trải đều qua các tháng. Cơ cấu tín dụng tiếp tục có sự điều chỉnh, trong đó tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát. Cụ thể, tín dụng cho lĩnh vực thương mại dịch vụ đứng đầu với mức tăng trưởng gần 16%, tín dụng cho lĩnh vực công nghiệp xây dựng tăng 12,1%, còn tăng tín dụng cho nông nghiệp tăng hơn 8,8%. Mặt bằng lãi suất được duy trì phổ biến khoảng 6 đến 9% một năm đối với kỳ hạn ngắn và khoảng 9 đến 11% một năm với trung và dài hạn. Về xử lý nợ xấu, ước tính đến cuối tháng 12 năm 2018, toàn hệ thống của các tổ chức tín dụng đã xử lý được gần 150.000 tỷ đồng nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng đến cuối năm còn 1,89%, giảm so với mức 1,99% cuối năm 2017.